Chào các bạn, hôm nay Phan Phúc xin chia sẻ với các bạn về kính mắt, kính dâm này, bảo vệ mắt này. Đây là một trong cái loại kính mà bán chạy nhất tại Nga. Thương hiệu của nó là Necna này, có in rõ logo trên mắt kính nhé. Các bạn có xóa tẩy cũng không tẩy được nhé. Và trên cọng cũng ghi rõ là tên sản phẩm này, công nghệ của chế công nghệ kính này, ví dụ là công nghệ là Polaris này, và cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ này. Đây là một trong những loại kính mà có thể bảo vệ là 100% chống lại các cái tia UV này, thiết kế bền đẹp này, tầm nhìn rõ nét này, và màu sắc tự nhiên này, không chói lóa này. Trước cái thực trạng mà tại Việt Nam thì rất là nhiều khách hàng ấy rất ít khi quan tâm đến cái chất lượng của kính ấy, tức là chất lượng chọn kính ấy. Chính vì thế mà các loại kính kính dâm rẻ tiền lại được bày bán rất là công khai trên thị trường, và gần như là không qua thông qua bất cứ một cái cơ quan kiểm định chất lượng nào. Và các cái loại kính đấy thì là kính hậu quả của nó là rất dễ là làm cho mắt là bị mỏi mắt này, đau mắt này, dị ứng này, mẩn ngứa, và thậm chí là dùng liên tục để có thể bị ung thư giác mạc này. Và ở Nga và rất là nhiều nước trên thế giới, người ta đã thống kê ra lượng rất là lớn các cái khách hàng mà sử dụng các cái kính mắt mà không rõ nguồn gốc này. Kính mắt chứa rất nhiều chất liệu mà tổng hợp ấy, nhựa tổng hợp, rồi là nhôm, rồi là kính thủy tinh ấy, không rõ nguồn gốc vậy, thường là để lại rất là nhiều di chứng về mắt ấy. Có những cái khách mà còn bị nhức đầu, buồn nôn và khó chịu nhất nặng hơn, có thể là bị bỏng võng mạc này, viêm võng mạc, thậm chí là bị mù này. Thế thì là ở tại tại Fairfood thì từ trước đến nay, các bạn theo dõi các video của Fairfood thì đều thấy là tất cả các cái sản phẩm Fairfood mà nhập ấy đều có một tiêu chí rõ ràng, và cho nhằm cho mục đích là bảo vệ sức khỏe này. Như kính mắt này cũng thế, đây là kính mắt mà nó có sự kết hợp mà công nghệ vô giá từ cái tập đoàn công nghệ Polaris nổi tiếng này, đây là của Thụy Sĩ này. Công nghệ này kết hợp với công ty là Necna này để cho ra đời cái sản phẩm mà có chứng nhận rõ ràng của Bộ Y tế Nga, là các cái sản phẩm về kính mắt, kính dâm Necna đấy. Các cái loại kính này thì an toàn cho cả trẻ em này, và nó được là tiêu chuẩn lựa chọn cho các cái phi công này, khi mà bay trong các cái vùng ánh sáng mà nguy hiểm ấy, chói mắt ấy, bởi vì nó có công nghệ là Polaris ấy, là công nghệ là chín lớp chống chói, và nó có những trong cái quyển giới thiệu của nó này, có ghi rõ là chín lớp chống chói như sau, tức là một lớp nền tảng phân cực ấy, với công nghệ là loại bỏ chói lóa là tốt nhất này, và cái hai cái lớp bộ lọc ấy giúp là chống lại loại phổ của tia UV này, và hai cái lớp đệm ấy, chống va đập gấp hai lần này, và hai cái lớp mà hiệu chỉnh màu cho màu sắc tương phản tự nhiên này, và màu sắc tương phản rõ nét nhất này, và hai cái lớp mà cuối cùng là hai cái lớp chống trầy xước này, cho cái độ bền tối ưu này, và khi mà rơi không bị vỡ hoặc là xước này, trầy xước này. Đây là cái độ tương phản rõ nét khi sử dụng này. Đây là cái ánh sáng của khi mà sử dụng cái thấu kính Necna thì là cho ánh sáng đứng này, là rất là có hữu ích cho mắt này. Và đây là cái ưu điểm mà của cái kính Necna này, đây là chất lượng hàng cao cấp này, không kém gì các cái loại mà hàng cao cấp nhất trên thế giới này, và cho độ tương phản rõ nét này, màu sắc tự nhiên này, loại bỏ được các ánh sáng chói lóa này, bảo vệ mắt này 100%, bảo vệ các tia UV độc hại này, và cái chất lượng của nó là nó rất là tiện lợi ấy. Giá thì là cực kỳ tốt này, và nó có khả năng là chống va đập rất là tốt này, kể cả dùng búa cũng không có vấn đề gì nhá. Đây là logo của sản phẩm này, tất cả các sản phẩm đều có in logo này, và đây tiêu chuẩn rõ ràng đấy, 100% bảo vệ tia UV đấy ạ. Các cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của Thụy Sĩ, những ai mà dùng đồng hồ Thụy Sĩ và những ai mà đã từng hiểu về các cái tiêu chuẩn của các cái sản phẩm khác, các cái sản phẩm ấy thì đều biết là các cái tiêu chuẩn đấy nhằm mục đích là bảo vệ cái sức khỏe của người tiêu dùng đấy.
bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và môi trường sinh thái. Các cái phần tiếng Anh là giới thiệu rất là rõ nét này về tiêu chuẩn của sản phẩm này, và mà nó cũng giới thiệu về cái công nghệ duy nhất này, công nghệ lens Polaris là duy nhất này đấy. Đây là, và rất là thích hợp khi là kể cả khi mà bay trên bầu trời trời lóa này, rồi là khi ở trong các cái vùng mây mù này, đều cho màu sắc rõ nét nhất này, khi lái xe này và các tay phượt này. Đấy là những sản phẩm cực kỳ là chất lượng này và hiệu quả đấy ạ. Các mẫu có sẵn này, certificate của sản phẩm thì các bạn có thể tham khảo trên web của công ty này, hoặc là cũng có thể là đến tại trụ sở công ty ạ. Certificate là chứng nhận chất lượng của sản phẩm có sẵn nha các bạn ạ. Chắc chắn là không, rất ít người biết đến những cái tiêu chuẩn an toàn trong một cái sản phẩm, đặc biệt là kính mắt ạ. Cho nên là Facebook cũng muốn chia sẻ những thông tin tốt nhất để các bạn chọn được những cái sản phẩm an toàn và bảo vệ được cái mắt của mình ạ. Tránh được những cái bệnh về mắt này, ung thư mắt này, ung thư giác mạc này. Đây là các mẫu mà có sẵn tại Facebook ạ. Tất cả các gọng nhé, gọng kính đều in rõ là thông tin của sản phẩm ạ. Có sẵn cả cho nữ và nam ạ. Đây logo của sản phẩm rõ ạ. Nhỏ hay lớn đều có hết các cái thông tin cụ thể rõ ràng đấy ạ. Đây ạ, đều in rõ hết đấy. Lecna nhé, kính Lecna, công nghệ Polaris duy nhất là công nghệ của Thụy Sĩ nhé. Đây là chứng nhận chất lượng của châu Âu ạ. Thiết kế bền đẹp ạ. Rất là nhiều mẫu khác nhau đấy ạ. Sản phẩm này thì dành cho các tay phượt này, cho độ sáng rõ nét này, kể cả trời mưa này. Đây là in rõ logo cho sản phẩm ạ. Các bạn yên tâm khi mua hàng của Facebook thì chúng tôi chỉ quan tâm đến những cái hàng chất lượng nhất và an toàn cho sức khỏe thôi ạ. Không có hàng nhái, hàng giả, cũng như không bán những cái hàng không có tiêu chí rõ ràng ạ. Đây là kính nam. Kính này là dành cho nam. Đạt tiêu chuẩn cho các phi công đấy các bạn ạ. Sản phẩm này được các phi công của Nga ứng dụng ạ. Các bạn có thể xem hình ảnh chụp hình ảnh với các phi công trên website mỹ phẩm nga.vn ạ. Có sẵn ạ.